À, nếu như mà ai có quan tâm thì chúng ta cùng ở đây để chúng ta có những cái chia sẻ về suy nghĩ. Nó cũng là một cái, theo như Trường ơi, thì nó cũng rất là hay, bởi vì chúng ta bổ sung được cho nhau về những suy nghĩ. Và riêng với Trường ơi thì từ Tết đến giờ Trường ơi rất vui, bởi vì những đồng đội của Trường ơi đã liên tục có những lời động viên, khích lệ, cũng như góp ý, đặc biệt là những cái sự liên kết, sự đoàn kết của họ, làm cho mọi người chúng ta vững tin hơn, tin tưởng nhau hơn. Và Trần Ngơ rất vui ngay đầu năm mới đó có những bài viết rất kịp thời, rất sâu sắc, của Nguyễn Phúc Khởi, Nguyễn Trọng Nghĩa, khi nói về tên linh mục Đinh Văn Minh, hô hào giáo dân ra đập phá trường học. Đó là một hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn. Không những thế mà nó còn gây ra một cái sự chia rẽ đoàn kết, gây ra mất ổn định ở địa phương. Trần Ngơ rất thích các bạn tuy còn trẻ nhưng mà đã có một con mắt rất là, một cái nhãn quan rất là chính xác, những nhận định và những bài nói chuyện rất kịp thời. Người rất là mừng và cũng rất là vui khi những bạn trẻ đang phát huy được cái vai trò là nòng cốt trong phong trào này. Trên người cũng đặc biệt thích sự trưởng thành nhanh chóng của Thái Ngọc Nhiên, của Nguyễn Hải. Tối hôm qua nghe Nguyễn Hải nói rất đanh thép, rất sắc bén, nhưng mà cũng rất đúng trọng tâm. Một sự trưởng thành, Trần Ngơ cho rằng đó là một niềm vui cho phong trào cờ đỏ chúng ta. Bên cạnh những cái người già già như chúng tôi thì rất cần, đặc biệt cần những người bạn trẻ có nhiệt huyết, có cái tinh thần đó, để chúng tôi cơn bão quét sạch những cái tư tưởng rác rưởi, những cái tư tưởng chống phá, để chúng ta gìn giữ cái đất nước này mãi xanh tươi, không làm mất đi cái sự kỳ vọng của bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã vì đất nước này, đã vì quê hương này mà ngã xuống. Một cái điều mà những người chống cộng ở hải ngoại không biết là do họ thiện cận hay họ cố tình chọc ngoáy, khi họ chỉ chuyên môn cung cấp thông tin một chiều ở một cái dưới con mắt thù hận của họ. Họ cứ đòi là phải quân đội, là phải trung lập, quân đội phục vụ tổ quốc chứ không bảo vệ đảng. Một cái sự đó, một sự ngu muội, chỉ ngơ cho rằng đó là một điều rất là ngu si của họ. Đã từng là chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam, ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, mọi chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam đều phải học thuộc lời thề, mà lời thề đó là kim chỉ nam, là tiêu chuẩn cho mỗi quân nhân, dù là anh là người lính nghĩa vụ hay anh là viên sĩ quan phục vụ lâu dài thì cũng đều phải thuộc. Và ngay từ những câu đầu tiên đã khẳng định rằng quân đội là của tổ quốc. Hơn nữa, tổ quốc với đảng là một, bởi vì đảng là đại diện cho tầng lớp nhân dân Việt Nam. Chúng tôi quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc. Thề dưới lá cờ tổ quốc chứ có phải thề coi trước cái gì đâu. Nguyên một cái câu đó là đã nói rõ, thế mà chúng nó cứ mập mờ. Chúng nó là quân đội bảo vệ đảng hay bảo vệ tổ quốc, một cái câu mở đầu thôi chứ nói đến những câu sau. Xin thề dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc là trên hết. Nhưng cái hay của những người cộng sản Việt Nam là họ đã lòng được đảng và tổ quốc, bởi vì đảng theo như chúng ta hiểu nó là hiện thân của tổ quốc, nó là đại diện cho tổ quốc, đại diện cho đất nước mình. Thế mà bọn chúng cứ mưu mơ là đang đòi hỏi là quân đội phải phục vụ ai? Nó đã xác định rõ ràng từ ngày nó thành lập rồi, quân đội là của nhân dân, từ nhân dân mà ra. Có rất nhiều những bài hát, nó đã trở thành những bài hát truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, nhân dân là tổ quốc.
nhân dân là đất nước. Nó đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Thế nhưng mà bọn chúng một là thiện cận, hai nên là nó cố tình cho nó bơi móc, cứ là đòi thế nọ đòi thế kia, mà là chúng nói là cái gì, chúng nói chỉ là những cái thứ rẻ rách mà cứ đòi hỏi mới lại ấy, là phải quân đội phải thế này, phải trung lập không đứng ở cái nào, đảng cũng từ nhân dân mà ra, họ là những quần chúng xuất họ là những quần chúng xuất sắc tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam. Một niềm mà chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối, từ ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam này, từ ngày có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì đất nước Việt Nam ngày một tiến lên và ngày một vững mạnh. Tuy nhiên ở một lúc này lúc khác, ở nơi này nơi khác, vẫn còn có những phần tử cơ hội, vẫn còn có những cái tên vì lợi ích cá nhân mà quên đi mà cái danh dự của người đảng viên, quên đi cái lý tưởng cao đẹp của người Cộng sản, đã làm trái với quy định của Đảng đề ra, trái với lại pháp luật. Thì cái chuyện đó ở quốc gia nào cũng có, nhưng có cái may là những người cộng sản, những người cầm, những người lãnh đạo đã kịp thời nhận ra những cái, đã có những phần tử cơ hội, đã có những phần tử thoái hóa đang tồn tại trong Đảng, và họ đang làm những công tác thanh lọc. Cho nên Trần Ngơ vẫn tin tưởng rằng đất nước này chỉ có nhờ người Cộng sản thay mặt nhân dân lãnh đạo thì đất nước của chúng ta mới bình yên, mới độc lập chủ quyền được. Chỉ nói giảm vào mà mấy thằng dân chủ nó về đây thì banh tay lông hết. Chúng ta còn khổ hơn cả Ukraine, còn khổ hơn cả Libya, Syria. Luôn đánh giá những kẻ chống cộng ở hải ngoại là một bè lũ hèn nhát. Tại sao Trịnh Ngơ lại nói bọn chúng là bè lũ hèn nhát? Bởi vì bọn chúng chưa khi nào dám thừa nhận những thành quả của những người cộng sản đã thu được trong suốt một quá trình dài dằng dặc gần một thế kỷ này. Chúng ta phải thừa nhận, và thế giới cũng phải thừa nhận rằng nước Việt Nam chúng ta đang trên đà phát triển, là một trong số rất ít các quốc gia trên thế giới có một ý chí quật cường, kiên định. Dù có lúc vận mệnh của đất nước như là trứng treo đầu đặng, khi đế quốc Mỹ với dã tâm đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, nhưng mà chúng ta vẫn vượt qua với một ý chí kiên cường vượt qua. Thế nhưng mà cái lũ khốn nạn trong cộng vẫn nói là những người cộng sản là những người hèn với giặc ác với dân. Đó. Chỉ nghe những luận điệu đó mà những người nóng tính như là Ngọc Nhiên, như là Nguyễn Hải, như Hồi Lương, tại sao không chửi được? Chửi là còn ít. Đó. Nghe những câu ấy. Hoặc là nghe những câu mà nó xúc phạm đến những cái lãnh tụ của chúng ta, thì nếu mà có mặt ở đây, là đập chết luôn, đi chửi thì là còn là quá nhẹ. À, Trần Cơ cũng muốn nói lên rất thật cái suy nghĩ của mình thế thôi, chứ Trần Cơ chẳng giấu giếm gì.